Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Kiên và mình đang sinh sống ở Hà Nội. Không biết ở Sài Gòn như nào nhưng mà mình thấy là ở Hà Nội cái thời tiết mấy ngày hôm nay nó rất là tuyệt vời. Khi mà bắt đầu chuyển thu, trời thì bắt đầu ban ngày thì nó hơi nắng một chút nhưng mà nó không còn gay gắt, không còn khó chịu. Buổi tối thì gió se lạnh. Ui, thực sự là rất là yêu thích cái thời tiết như thế này. Thời tiết này thì rất là biết chiều lòng con người. Khi mà cuối tuần rảnh rỗi thì các bạn có thể mặc những chiếc quần jean phối với những chiếc áo sơ mi sáng màu như này và đi cà phê chém gió với bạn bè. Và hay đơn giản như mình thì ngồi cà phê một mình nghĩ kịch bản viết cho tuần sau. Để mà nói về nước hoa trong thời tiết này thì đây là cái thời điểm mà mình nghĩ là sử dụng nước hoa hợp lý nhất. Khi mà ban ngày các bạn có thể sử dụng những chai nước hoa mùa hè với tông citrus, tông hoa, và buổi tối thì các bạn có thể sử dụng những chai nước hoa mùa đông mang những tông thuốc lá, mật ong ấm áp và ngọt ngào. Cái thời tiết này Hà Nội chỉ có tầm hơn một tháng thôi nên là tranh thủ mà tận hưởng nó nhé. Video này lúc đầu mình định quay một chai nước hoa của nữ, nhưng mà khi ra đường thì trước khi ra đường mình lại thấy một chai nước hoa của nam. Mà với mình đây là một chai nước hoa, nếu mà để hỏi mình sử dụng vào thời tiết nào hợp lý nhất thì mình nghĩ có lẽ là thời điểm đầu thu Hà Nội, đó chính là Emesia. Đây các bạn có thể nhìn thấy chai nước hoa này thì hơi to, nó dung tích 200ml liền. Mình đã sử dụng hết một chai 100ml và mình lấy một chai 200ml về mình sử dụng dần. Đây là chai nước hoa có phong cách của một người đàn ông trưởng thành từng trải, và cũng là chai nước hoa có nốt hương cỏ hương bài hay còn gọi là vetiver đầu tiên mà mình sở hữu. Hãy cùng mình đi xem qua chai nước hoa này có gì mà mình lại lựa chọn review vào những ngày đầu thu nhé. Trên tay mình đây đang là phiên bản All Toilet hay gọi là EDT của chai nước hoa Emesia. Thì nếu như bạn ngửi ở ngay đầu chai thì bạn sẽ thấy cái mùi của cam khá là rõ ràng, và khi xịt ra thì các bạn có thể nhận thấy thêm mùi của bưởi. Cụ thể ở đây đó là mùi của vỏ bưởi. Nếu hỏi mình cái chai nước hoa này có nịnh mũi hay không thì mình chắc chắn là không, và nó không hề dễ ngửi bởi nó sẽ mang đến cái cảm giác khá là cay và nồng của tiêu. Và khi dry down xuống thì tiêu nó sẽ giảm dần và cái độ nồng của tiêu nó cũng sẽ bớt đi và vetiver trỗi dậy. Thì cái tổ hợp mùi hương này khi mình xịt ra thì mình có cảm giác rất là tự tin, không hiểu sao lại như vậy. Đấy, chai nước hoa này mang đến cảm giác rất là tự tin. Mình có cảm giác là mình hình dung được mình là một người đàn ông khá là trưởng thành, khá là chững chạc và khá là lịch lãm đó. Và mình nghĩ đây cũng là lý do vì sao mà chai nước hoa này lại là best seller của nhà Hermes trong một thời gian rất dài. Và nó cũng là cái hình tượng đầu tiên mà cái chai nước hoa đầu tiên mà những người đàn ông trưởng thành luôn luôn muốn sở hữu. Có lẽ đó là vì nốt hương cỏ hương bài. Cỏ hương bài đó là một cái loại cỏ mà có thể thích nghi trong những cái điều kiện thời tiết rất là khắc nghiệt. Nó cũng giống như đàn ông vậy, khi mà họ lớn lên, họ trưởng thành, họ va vấp nhiều thì cái sự quyến rũ của họ, cái sự hấp dẫn của họ cũng khác hẳn với những cái sự hấp dẫn của những chàng trai tuổi đôi mươi. Nói văn hoa thì thôi chứ thực sự là mình không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả được cái vẻ đẹp của chai nước hoa này cho các bạn. Chắc có lẽ là vì mình thích, nhưng mà chắc là các bạn sẽ quan tâm đến hai điều, đó là chai nước hoa này có nịnh mũi, có dễ dùng, dễ ngửi hay không. Thì mình trả lời là không. Và chai nước hoa này có dùng để đi cưa gái được không? Thì mình nghĩ là với những bạn, với những mục tiêu là nữ khoảng tầm trẻ tuổi như tầm 20 cho đến 24 tuổi thì chắc chắn là sẽ không hợp. Nope. Tại vì người yêu mình cũng khoảng tầm 24 tuổi. Và khi mình xịt chai nước hoa này thì người yêu mình bảo là chai nước hoa này như kiểu mùi của chú vậy, sao nó khó chịu vậy. Và mình khá là buồn. Và từ hôm đó thì mình không bao giờ xịt chai nước hoa này để đi chơi với người yêu nữa. Nhưng mà mình lại nhận được rất nhiều lời khen từ những bạn nữ khoảng tầm từ 28 tuổi đổ ra, những người bạn, những người chị. Và họ bảo là cái mùi hương này rất là ấm áp và cảm giác nó với người ta nó là rất là vững chãi, của một người như kiểu bờ vai của người đàn ông rất là vững chãi vậy. Một cái mùi hương mà mình nhận được rất nhiều lời khen của những người đứng tuổi, kể cả những người khác giới đó. Nên là các bạn, đối với tùy dịp và đối với những cái đối tượng mà bạn gặp thì các bạn nên cân nhắc sử dụng.
Về cái phong cách mà China Hoa này thể hiện thì đầu tiên nó là cách ăn mặc. Thì mình nghĩ là China Hoa này nó cũng không bắt buộc bạn phải ăn mặc như nào cả. Bạn có thể mặc những chiếc sơ mi, những quần âu đi làm công sở, hay là những chiếc quần jean với những đôi ghệt và những chiếc áo phông trông khá là bụng bặm được. Khá là ok nếu như bạn đã thích cái mùi hương này rồi. Còn về cái tính cách thì mình nghĩ là nó sẽ dành cho những người đàn ông trưởng thành, từng trải và có chút gì đó nó hơi kiểu phong trần một chút đó. Về độ tuổi của chai nước hoa này thì mình đã cùng có một cái video về top 10 chai nước hoa mà mình muốn gợi ý cho nam giới. Thì độ tuổi ở đó mình nói là khoảng tầm từ 28 tuổi đổ ra là các bạn thể sử dụng chai nước hoa này. Nếu trẻ hơn thì mình nghĩ là có lẽ các bạn nó sẽ hơi quá sức đối với bạn. Nó như kiểu bạn mặc những cái chiếc áo nó hơi rộng vậy. Đó, khoảng tầm 28 tuổi mà sử dụng chai nước hoa này khá là ok rồi. Về cái độ bám tỏa của MS Stella này thì nó tùy thuộc vào khá nhiều phiên bản. Phiên bản perfume hay là order perfume hay là order toilet, thì mình sẽ nói về phiên bản order toilet này thì nó bám trên da mình khoảng tầm 7 đến 8 tiếng, khá là ok, và cái độ tỏa hương khoảng tầm hơn nửa cánh tay đến một cánh tay, rất là tuyệt vời. Và nó sẽ mang đến một cái hiệu ứng khá là ấm áp, rất là thích hợp sử dụng vào những ngày trời bắt đầu chớm lạnh. Về cái điểm yếu của chai nước hoa này thì mình nghĩ là có lẽ đó là cái mùi hương không hề nịnh mũi và cũng không phải ai cũng hợp da để lên cái mùi hương này. Tại vì mình đã từng ngửi chai nước hoa này qua khá nhiều người, và có những người thì họ bảo là da họ có lên nốt tiêu nó không hợp, nên là mình ngửi không khác gì nước đái heo hay là kiểu cái khu vực cấm đáy bậy vậy. Không hiểu sao lại vậy, nhưng mà mình thực sự may mắn khi cái mùi hương này lên da mình rất là đẹp. Và nếu như bạn hợp cái mùi hương này thì bạn có thể lựa chọn nó làm signature scent cho các bạn. Cái điểm yếu thứ hai của nó mình nghĩ là thời điểm sử dụng. Khi mà các bạn xịt mùa hè thì nó có vẻ hơi quá đà, và xịt mùa đông thì có vẻ nó chưa đủ đô. Nên là chai nước hoa này mình gọi là chai nước hoa dành cho mùa thu. Nếu bạn nào ở Hà Nội trời tiết nó đang rất là mát mẻ, rất là tuyệt vời, thì các bạn nên tranh thủ tận hưởng cái mùi hương này. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng những cái phiên bản khác dễ dùng hơn như là đây hay là đây. Đó đều là những cái phiên bản của Terra, nhưng mà thực sự là với mình phiên bản gốc này nó vẫn là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời. Vừa rồi là cảm nhận cá nhân của mình về chai nước hoa MS Terra này. Và đây là chai nước hoa mà mình rất thích sử dụng trong những ngày trời thu ở Hà Nội. Không biết là có bạn nào cùng sở thích với mình về chai nước hoa này không? Hãy bình luận bên dưới và đừng quên like, subscribe và share cho kênh của mình nha. Và sắp tới thì trời bắt đầu trở lạnh, chúng ta sẽ được dùng nhiều mùi hương ngọt ngào và quyến rũ hơn rất nhiều. Và mình sẽ đi quay những cái mùi hương đó ở trên phố đi bộ hay là các trung tâm thương mại. Hãy cùng đón chờ những video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.